bạn đang nghe nội dung từ Waka. Bẫy hạnh phúc, ngừng vật lộn và bắt đầu sống. Hiện nay, thực hành chánh niệm đang trở thành một phong cách sống phổ biến và được khuyến khích bởi nhiều người. Chúng ta có thể tải ứng dụng thiền hoặc tham gia lớp học yoga để trải nghiệm thú vị từ việc này. Tuy nhiên, việc thực hành chánh niệm một cách rời rạc và đơn lẻ thường không mang lại hiệu quả tốt. Trong quá trình này, chúng ta thường nhanh chóng cảm thấy chán nản và từ bỏ. Đặc biệt, đa số chúng ta, những người đang vật lộn để theo kịp cuộc sống hối hả của xã hội hiện đại, thường bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta cần thực hiện các bước cụ thể để áp dụng công cụ chánh niệm cho bản thân mình. Điều này phải trở thành một thói quen và một cách tiếp cận cuộc sống tổng thể. Thực hành chánh niệm không thể chỉ là một sở thích đơn thuần. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được thành quả. Càng cố theo đuổi hạnh phúc, chúng ta càng đau khổ. Một kết luận đơn giản nhưng đáng ngạc nhiên này được rút ra từ hơn 3.000 nghiên cứu và chứng minh của liệu pháp trị liệu tâm lý ACT, chấp nhận và cam kết. Russ Harris đã áp dụng phương pháp này để chỉ ra căn nguyên, gốc rễ của đau khổ, cũng như cách chúng chi phối hành động gây ảnh hưởng đến con người khi mà chúng ta không ngừng tìm cách loại bỏ khổ đau nhưng mãi chẳng thành công. Thậm chí, những nỗ lực ấy của ta còn khiến nỗi đau nhân lên gấp bội. Vậy mục tiêu và quy trình của liệu pháp trị liệu tâm lý ACT, chấp nhận và cam kết là gì? Mục tiêu của liệu pháp ACT không nhằm giảm tần suất và tính nghiêm trọng của những trải nghiệm nội tâm khó chịu, mà nhằm giảm bớt khó khăn trong việc kiểm soát và giảm thiểu những trải nghiệm khó chịu đó. Đồng thời, tăng cường sự tham gia vào những hoạt động ý nghĩa trong cuộc sống, những hoạt động phù hợp với giá trị cá nhân. Một liệu pháp ACT bao gồm 6 phần. 1. Chấp nhận. Đồng ý để những suy nghĩ và cảm xúc tồn tại mà không cố gắng thay đổi hoặc phớt lờ chúng. Chấp nhận là một quá trình chủ động. 2. Chuyển nhận thức. Tách bản thân ra khỏi trải nghiệm nội tâm của mình, nhận thấy rằng ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, không cần đính kèm quá nhiều tâm trí vào chúng. 3. Xem bản thân như một bối cảnh, học cách nhìn nhận ý nghĩ về bản thân mà không liên kết nó với hành động. 4. Sự hiện diện, tập trung vào những điều xung quanh và học cách không để ý đến ý nghĩ và cảm xúc nội tâm. 5. Giá trị, các khía cạnh của cuộc sống có ý nghĩa đối với mình và thúc đẩy hành động. 6. Cam kết, thay đổi hành vi dựa trên nguyên tắc trong liệu pháp. Chiến lược thả neo ACE. Thay vì tìm kiếm hạnh phúc, cuốn sách Bẫy hạnh phúc, ngừng vật lộn và bắt đầu sống tập trung vào tạo ra một cuộc sống ý nghĩa dựa trên giá trị cá nhân. Tác giả cũng chỉ ra các phương án mà chúng ta có thể chọn để rời xa hoặc tiến gần đến cuộc sống mà bản thân hằng mong muốn. Chúng ta có thể bị mắc kẹt và xa lánh cuộc sống mình mơ ước khi chìm đắm trong những suy nghĩ và cảm xúc khó khăn và rơi vào cách tiếp cận, tuân thủ và đấu tranh. Để thoát khỏi cơn bão cảm xúc đó, Russ Harris đã đề xuất một chiến lược gọi là thả neo ACE. A. Nhận thức. Nhận thức về suy nghĩ và cảm xúc của chúng. C. Kết nối. Kết nối với cơ thể của chúng ta. E. Tham gia. Tập trung vào những gì chúng ta đang làm. Và dựa trên liệu pháp trị liệu tâm lý ACT cùng chiến lược ACE, cuốn sách Bẫy hạnh phúc, ngừng vật lộn và bắt đầu sống cũng chỉ ra cho chúng ta thấy 3 bài học quan trọng bao gồm. 1. Chúng ta thường làm cho những cảm xúc tiêu cực trở nên tồi tệ hơn mức cần thiết bằng cách không ngừng đấu tranh. Chỉ nội việc cảm thấy căng thẳng, buồn bã hoặc tức giận thôi đã đủ tệ rồi. Đáng tiếc, chúng ta thường tự tạo ra thêm căng thẳng, buồn bã và tức giận bằng cách cố gắng loại bỏ những cảm xúc tiêu cực đó càng sớm càng tốt. Nhưng kết quả lại thất bại.
Tác giả khẳng định rằng não bộ không thể xóa bỏ những ký ức hay cảm xúc tiêu cực mà chỉ có thể thiết lập các kết nối mới thông qua hành động tích cực. Vì vậy, cách tốt hơn để đối diện với nỗi đau là chấp nhận nó, dũng cảm gọi tên nó, tương tác và cho phép nó tồn tại trong một khoảng thời gian và không gian riêng để nó dần dần vơi bớt và chuyển biến thành điều tích cực. Theo tác giả, việc làm như vậy giống như tháo móc để thoát khỏi bẫy hạnh phúc. Ví dụ, chúng ta có thể nhắc nhở bản thân rằng tâm trí của mình cũng có cuộc sống riêng và bản thân không cần phải tán thành tất cả những suy nghĩ của nó. Khi tâm tưởng lên tiếng chê bai rằng mày là một kẻ thất bại, chúng ta chỉ cần tự nhủ trong lòng: cảm ơn đã nhắc nhở nhé, và tiếp tục làm những gì đang làm. Chúng ta cũng có thể thực hành tháo móc. Kỹ thuật hình dung này liên quan đến việc cảm nhận các giác quan trong ta và bình tâm hòa chung nhịp thở cùng chúng. Điều này tạo ra một khoảng không gian bên trong chúng ta cho phép các cảm xúc phát triển và dịu đi theo thời gian thay vì cố gắng loại bỏ chúng và vô tình khiến chuyển biến tệ hại hơn. 2. Tỉnh giác, học cách tận hưởng, đón nhận chứ không mưu cầu hạnh phúc. Tự nhủ lòng cảm ơn đã nhắc nhở và tạo không gian cho những cảm xúc tiêu cực được giải phóng, dịu lại và chuyển hóa có thể giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là liệu pháp trị liệu tâm lý ACT chấp nhận và cam kết không phải là phương tiện kiểm soát chặt chẽ cảm xúc cá nhân. Theo các chuyên gia ACT, các phương pháp kiểm soát cảm xúc chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Thay vì tích cực theo đuổi hạnh phúc, liệu pháp ACT khuyên chúng ta nên bình tâm đón nhận, tận hưởng những niềm vui, đặc biệt là những thú vui nhỏ, không cần biết chúng sẽ kéo dài trong bao lâu nên vui được đến đâu hay đến đấy. Không cố gắng níu chân những cảm xúc tốt đẹp, cũng chẳng cố xua đuổi, hãy bình tâm thừa nhận và hòa mình với chúng. Nếu đã từng dùng thử ứng dụng thiền thì hẳn ta đã biết các ứng dụng này hoạt động như thế nào. Các buổi thiền sẽ dạy chúng ta bắt đầu thực hành chánh niệm bằng cách tập trung tâm trí vào hơi thở. Sau đó, ta sẽ đếm hơi thở để những suy nghĩ và cảm xúc tự nhiên đến và đi. Khi một niệm tưởng khởi lên, ta sẽ không để bản thân bị cuốn vào đó. Thay vào đó, chúng ta chỉ đơn giản chấp nhận sự tồn tại của niệm tưởng đó và tiếp tục với những gì mình đang làm. Khi một niệm tưởng khởi lên, ta sẽ không để bản thân bị cuốn vào đó. Thay vào đó, chúng ta chỉ đơn giản chấp nhận sự tồn tại của niệm tưởng đó và tiếp tục với những gì mình đang làm. Nếu thực hành chánh niệm đều đặn, thì khi những cảm xúc hoặc lối suy nghĩ tiêu cực khởi lên trong tâm trí, ta sẽ sẵn sàng để chúng trôi qua ngay lập tức. 3. Đừng cố gắng chạy theo cảm xúc, hãy hành động theo giá trị sống của bản thân. Cảm xúc là những trạng thái không thể kiểm soát được, do đó không nên dựa vào chúng để xác định hành động. Thay vào đó, chúng ta có thể chọn cách hành động hàng ngày dựa trên những giá trị sống của bản thân. Bằng cách tĩnh tâm và chấp nhận sự tồn tại của cảm xúc, chúng ta có thể vượt qua chúng và tìm được sự an yên, tự tại. Không chỉ có vậy, chúng ta cũng cần phân biệt rõ ràng về giá trị và mục tiêu sống. Giá trị là những mong muốn sâu thẳm trong trái tim về cuộc sống ta hằng mong ước và những phẩm chất tốt đẹp mà ta muốn thể hiện qua lời nói và việc làm của mình tới những người xung quanh và cả thế giới. Mặt khác, mục tiêu là những thứ ta muốn có, muốn được sở hữu, muốn hoàn thành hay thực hiện trong tương lai. Điểm mấu chốt là chúng ta không cần đạt được mục tiêu để sống với giá trị của mình. Ví dụ, ta mong muốn được yêu thương, tức là giá trị, nhưng không nhất thiết phải chờ tới lúc kết hôn là mục tiêu mới có thể được sống trong tình yêu thương. Chúng ta có thể yêu chính bản thân mình, yêu gia đình hiện có, yêu thú cưng trong quá trình tiến hành thực hiện mục tiêu kết hôn của mình. Tác giả nhấn mạnh rằng hiểu được sự khác biệt quan trọng này sẽ giúp con người hạnh phúc ngay cả khi cuộc sống hiện tại chưa đạt được tới kỳ vọng ban đầu của họ. Nói cách khác, sống với giá trị là cách sống để hạnh phúc lâu dài, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Ở phần cuối của bẫy hạnh phúc ngừng vật lộn và bắt đầu sống, tác giả Russ Harris còn cung cấp rất nhiều bài tập thú vị kèm theo tài liệu thực hành có thể tải miễn phí trên website với những kỹ thuật tháo móc cảm xúc hiệu quả.
Ví dụ như, gọi tên cảm xúc theo cách tách rời khỏi bản thể, thay vì tôi tức giận, hãy nói tôi nhận thấy sự tức giận. Bình thường hóa cảm xúc bằng cách tưởng tượng những ký ức buồn, những lời nói đau khổ, niềm day dứt như một thước phim thông thường chiếu trên TV, chạm vào cơ thể để thiết lập lại sự kiểm soát và đưa bản thân về với hiện tại khi bị cảm xúc chi phối. Dẫu không phải lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, chúng ta vẫn có thể phát triển cảm giác biết đủ, biết hài lòng với cuộc sống của mình. Hãy thiết lập các giá trị sống cá nhân và thực hành chánh niệm để dần hiện thực hóa những giá trị sống ấy. Tổng kết, những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực sẽ xuất hiện khi chúng ta cố gắng theo đuổi một cuộc sống sung túc và có ý nghĩa. Nhưng với sự trợ giúp của 6 nguyên tắc cốt lõi của liệu pháp trị liệu tâm lý ACT, chấp nhận và cam kết, chúng ta có thể thay đổi, biến những suy nghĩ và cảm xúc đó trở nên tích cực và có giá trị hơn. Tuy nhiên, chỉ đọc sách không thôi thì chưa đủ, chúng ta cũng cần phải áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Đừng chờ đợi nữa mà hãy hành động, vì một cuộc đời tốt đẹp và tươi sáng hơn đang chờ ta ở phía trước. Bạn thân mến, bạn vừa nghe file tóm tắt sách Bẫy Hạnh Phúc, Ngừng Vật Lộn và Bắt Đầu Sống, được viết bởi tác giả Russ Harris. Hẹn gặp lại bạn trong chuyên mục tóm tắt giới thiệu các cuốn sách hay của Waka. Để thường xuyên nhận được thông tin về các sản phẩm mới, bạn nhớ ấn subscribe kênh và truy cập fanpage Spotify của Waka Sách Tóm Tắt nhé. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Để nghe chọn nội dung cuốn sách tuyệt vời này, hãy tải ngay ứng dụng Waka trên App Store hoặc Google Play bạn nhé.